Quý vị thân mến, chuyện của con gái, người hát rong, tôi viết phần 1 vào đêm 27 tháng 9 năm 2002. Cho đến đêm 23 tháng 7 năm 2003 thì hoàn thành cả 3 phần. Như vậy, chuyện này đã có tuổi đời 21 năm có lẻ. Chuyện đã được in ở một số tờ báo, tạp chí, nhưng do độ dài của cả 3 phần nên khi in, các tờ báo tạp chí đó đã ghép cả 3 phần vào làm một và cắt bớt đi một số đoạn. Khi in vào tập truyện, tôi đã giữ được đúng nguyên bản. Nhân dịp kênh Cầm Kỳ Official tròn 2 năm, từ ngày 7 tháng 3 năm 2022 đến 7 tháng 3 năm 2024, đồng dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, xin gửi tặng chuyện này cho các độc giả yêu quý của kênh. Đồng thời cũng xin kính báo, sau chùm chuyện này, lịch phát triển của Cầm Kỳ Official có thay đổi, giảm đôi chút về số lượng chuyện được phát trong tuần. Về cơ bản, chúng tôi xin giữ lịch phát là 21:15 tối thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần. Kính mong được đông đảo quý độc giả ủng hộ cho kênh làm tốt và giữ được phong độ của một kênh văn hóa, nghệ thuật và giải trí, mà chủ yếu là đọc tác phẩm văn học, đọc truyện hay, thơ hay. Trân trọng, nhà văn Võ Thị Xuân Hà. Mời quý vị nghe chuyện ngắn Chuyện của con gái người hát rong phần 2 của nhà văn Võ Thị Xuân Hà qua sự thể hiện của nhà văn. Em ơi, chờ anh về, dù cho mưa nắng xóa nhòa thương nhớ. Bài hát thương về miền Trung. Chị Sen vô tù, cha con Út Kim không hát Mộng Đẹp Lứa Đôi nữa. Ba tôi chọn bài Thương Về Miền Trung để tập thật nhuyễn. Cả nước dạo này thích nghe ca sĩ Quang Linh hát Thương Về Miền Trung. Giọng của anh ăn nước sông Hương nên nghe thật đầm, thật kỳ lạ. Cha tôi hát còn hay hơn, nhưng ông ăn bánh mì, uống nước sông không đun nhiều, nên giọng không có âm lượng rộng bằng ca sĩ chuyên nghiệp. Hơn nữa, ai người hát rong, ai người nghệ sĩ, trời đã định trước. Trách chi bàn tay có ngón cái như đầu rắn của chị Sen, in hằn lên cổ bé Hàn Dao, in suốt thiên thu, không thể xóa, không thể biện minh. Tôi khản cổ gào, đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm người em. Ba tôi đang ở Huế, vậy mà khi tôi hát những câu này, ba gật gừ như thương nhớ xa xăm một người. Mạ đứng trước mặt tôi, cười buồn nhìn ba con tôi đi bước một. Mạ đẹp hơn tấm ảnh để lại nhiều. Khi ba tôi trầm mình hát, em ơi, chờ anh về, dù cho mưa nắng xóa nhòa thương nhớ. Mạ dường như không chịu nổi thứ âm thanh níu kéo của cõi dương, nên đưa hai tay lên che đôi tai. Tôi nhìn thấy mạ đeo đôi khuyên tai thiệt đẹp. Nó lóng lánh,
như trăm ngàn ánh trăng tạc vào. Tôi chìa cái túi ra, xoạt, xoạt, từng tiếng một, tiếng rơi của những đồng tiền bố thí. Tôi đã quen nghe tiếng tiền rơi, nên đang hát cũng có thể nhận ra trong túi có chừng bao nhiêu đồng. Tiếng rơi của tờ 500 nghe dứt khoát rõ ràng, ý chừng người cho đã có chủ định trước, không tiếc vì số tiền không nhiều, không ngại ngần vì số tiền không ít. 500 ngàn ở xứ Huế có thể ngả nón ngồi vô quán chè bình dân, ăn một ly chè đậu ván thơm, rồi xin một ly nước lọc đá, bình đẳng ngồi nghe thiên hạ hích nhau xung quanh, nghe đủ loại nhạc phát ra từ cái bộ loa thùng, âm thanh trên phân cổ họng của ba con tôi nhiều lần. Nghe bên Mỹ lại có chuyện giết người bằng súng, bắn tỉa, dễ có đến 12, 13 vụ. Ở thủ đô Washington, rồi lan sang cái miền sản xuất thuốc lá Dunhill là Virginia gì đó. Người ta đang nghi là bọn khủng bố gây ra. Lại nữa, chuyện giải cứu con tin ở nhà hát gì đó ở bên Nga. Chuyện ngoài Hà Nội bây giờ đang mùa hoa sữa. 500 cũng có thể ngồi xuống bên một gánh bánh bèo, bánh nậm, bột lọc, được bà hàng bánh cho hai cái làm phước, dưới một muỗng nước mắm thơm với những mảnh ớt xanh cay đậm đà, vừa ăn vừa nghe bà kể chuyện hàng phố. Thời những năm đầu thế kỷ 21, tiền 500.000 của Việt Nam hiện nay là đồng tiền quá nhỏ, không còn tiêu đến nữa. Tiếng rơi của tờ 100 nhỏ thật tội nghiệp. Nó khẽ khàng đậu xuống mép túi, nằm im khiêm tốn. Chủ nhân của nó là những cô bé cậu bé, bớt tiền ăn quà chia sớt, những người bán hàng rong hoặc những bà già mặt nhăn nheo vì thương nhớ. Có cả đồng 100 nhỏ của một cậu bé đánh giày. Tôi kêu cậu bé vì nó cũng kêu tôi là cô bé, mặc dù tôi đã thành người lớn rồi. Tôi thành người lớn từ 2 năm trước. Hôm đó, vào buổi chiều xế, hoàng hôn đang khoác tấm áo van màu tím. Huế mù sương, cầu Trường Tiền mù sương, tiếng sông chảy khẽ khàng. Gió lướt qua cũng khẽ khàng, như sợ làm phai đi cái màu tím pha sương của quê tôi vào thời khắc này. Tôi lội xuống sông, giặt quần áo, từng đàn cá lượn theo sau như có một bữa tiệc linh đình ở thủy cung. Tôi ngạc nhiên quay nhìn chúng, tôi lội xa hơn, một lúc chúng lại súng xít phía sau. Rồi tôi nhìn thấy một màu hồng đỏ loang trong nước. Tôi lại lội sang chỗ khác, cái màu hồng đỏ ấy vẫn loang trong nước, trôi từ trong người tôi trôi ra. Tôi chầm mình sâu xuống nước để lột cái quần lót ra. Dưới ánh hoàng hôn, cái đũng quần lót của tôi dính dính màu hồng đỏ. Tôi hoảng sợ, nhưng tôi cũng đủ khôn để hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nếu mạ còn sống, tôi sẽ chạy ào về nhà. Không có mạ, tôi tự nghĩ ra cách của riêng mình. Tôi cho lũ cá mặc sức bám theo sau cho tới khi giặt xong. Tôi chui vô bụi cây, mọi khi vẫn làm chỗ thay quần áo, xé cái khăn mặt cũ làm khăn lót. Tôi nhìn trời nhìn đất, khẽ mỉm cười. Tôi thành người lớn rồi. Vậy mà 2 năm sau, thằng Đình đánh giày vẫn kêu tôi bằng con bé. Thằng Đình ở cùng đám bạn dưới chân cầu Trường Tiền, đêm ngủ gác chân lên hộp đựng xi giày, mắt nhìn lên trời đếm sao. Đếm chưa được bao nhiêu thì mắt đã díp chặt lại. Đó là những ngày nắng đẹp trời trong. Những ngày mưa vừa thì núp dưới gầm cầu. Những ngày mưa than lụt lội, chúng tá túc tạm bợ
ở những nơi khô ráo trên vỉa hè phố. Tôi không có giày để đưa thằng Đình đánh. Giày của ba tôi không cần đánh xi, nhưng để mặt thằng Đình, thi thoảng vào lúc nghỉ trưa, khi nó lân la đến gần, ba tôi cũng đưa giày cho nó đánh. Nó đánh cẩn thận hơn đánh cho những ông khách sang. Như thể ba tôi mới chính là chủ nhân của nó. Khi ba đàn tôi hát, nó đến gần, khẽ thả rơi đồng 100 nhỏ vô túi. Khi đó tôi không lấy không được, vì còn đang phải hát. Người hàng phố say sưa nghe khúc nhạc mà ba con tôi đã tấu lên, đánh thức họ mọi lúc, mọi chuyện. Nhưng cũng có những tờ 100 nhỏ thật hách dịch. Nó nhảy vô túi, khinh bỉ nhìn chủ nhân của chiếc túi, khạc nhổ bừa bãi, giang chân dạng tay mà chửi: đồ hát rong mặt hạng, trên đời này có biết bao nhiêu nghề không chọn, lại chọn trò đờn ca. Thà cứ ngả mũ xin ăn, chừng còn khả dĩ hơn. Thật chán khi phải nghe thứ giọng đùng đục, ẩm ướt của cha con mi. Thí cho mi để cút nhanh đi chỗ khác. Tôi thấy mạ đưa tay quệt nước mắt. Tôi đang hát đến đoạn nhớ tiếng hò ngoài văn lâu chiều nao, ước hẹn thề duyên nhau dài lâu, xa rồi còn đâu. Thì thấy ba cũng đưa tay quệt lên mắt. Không biết ba nhìn thấy mạ hay nghẹn lòng vì đồng 100 nhỏ kia mà tiếng đàn trùng lại. Tôi thản nhiên hát: 100 nhỏ tội nghiệp, tôi có thể chạy ra chợ mua cho ba nhánh hành hay chút tiêu bỏ vô chén cháo ăn đêm. 100 nhỏ hách dịch, tôi gom lại chờ ngày đẹp vô chợ Đông Ba mua một viên phấn hồ màu hồng phớt. Loại phấn này chỉ có ở Huế, từ bao đời nay chỉ người Huế thích dùng, không ra Bắc cũng không vô Nam được. Có cho biếu tặng, người không ở Huế cũng không biết và không thích dùng. Phấn có hai màu, trắng và hồng, được chế theo công thức từ trong cung cấm của những hoàng phi cung phi nhà Nguyễn. Các mẹ về đêm trước khi đi ngủ thì dùng phấn này để trang điểm cho vua hài lòng. Mẹ, từ gọi kính trọng ở Huế, tương tự như từ bà. Phấn làm từ bột thạch cao, người ta đun chảy rồi vớt bọt, luyện với các chất dưỡng. Phấn xoa lên mặt, cổ, tay, chân, làm mịn da, trắng da, hồng da, lại làm xe chân lông. Các cung phi xưa còn xoa lên ngực, lên đùi. Tiếc thay cho các nường, tốn bao nhiêu phấn, thức bao nhiêu đêm để chờ đợi bóng rồng. Có người cứ thoa suốt đời như thế mà cũng chỉ ngắm một mình trong gương. Đẹp làm chi, nhớ thương làm chi. Tôi đặt viên phấn cẩn thận trong một chiếc gương hộp, người ta thải ra vứt bên bờ sông. Khi đi hát, tôi xoa nhẹ phấn lên hai má. Nhìn vào gương, tôi thấy miệng tôi thẫm, mắt tôi sáng long lanh, lòng tôi tự tin không ưu phiền. Người qua đường nhìn tôi hát, nghe tôi hát, chứ không nhìn tôi ăn xin, nghe tôi ăn xin. Tiếng rơi của đồng 1.000 nặng trịch như thể hiện chủ quyền của chủ nhân nó. Tôi nhìn xéo lên, thấy những người đàn ông bảnh bao, những người đàn bà trải chuốt, tâm hồn không ác, không hiền, không u buồn, không vui vẻ. Họ cho tôi tiền mà có khi không nghe tôi hát, mắt nhìn cha con tôi đi qua mà lòng nghĩ đến những điều riêng, hoặc họ đang cười nói hỉ hà, đang hạnh phúc tràn trề. Gương mặt họ bói không ra một sợi nhăn, họ đang ôm eo nhau dạo trên hè đường Hưng Đạo
Lê Lợi, Huyền Chân công chúa. Họ đứng trong các quầy hàng, lòng thầm thì xin thánh hiền phù hộ độ trì cho cửa hàng làm ăn phát đạt, rước khách đến, mời khách vô. Họ thả cho ba con tôi 1.000 đồng để cầu phước, cửa hiệu khá hơn thì cho tôi 2.000. Tôi vái ông bà chủ 3 vái, hát trọn bài mới đi khỏi. Thi thoảng một chiếc taxi chở tới, cửa kính xe kéo xuống vừa tầm, một cánh tay đẹp như ngó sen, có cánh tay áo mỏng tang, vẫy cái túi ra lại gần, rồi tờ 5.000 chui tọt vào. Tôi chưa kịp chào cô, chiếc xe đã lăn bánh. Tôi đứng nhìn theo, thương cho tôn nữ Huyền Ngọc Thủy Châu, dù cô vừa thí cho ba con tôi 5.000. Bé Hàn Giao, con gái cô, giờ phiêu diêu ở phương trời xa xôi nào. Tôi nhầm tính, cho tới hôm nay, cha con tôi đã tích được 491.000 đồng. Tôi sắp được ba mua cho gấu bông. Nghĩ đến gấu bông, giọng hát của tôi tự nhiên thăng. Ba biểu tôi hát xong, không được vui quá. Vui quá không gợi được lòng thương, cũng không được đúng nhịp quá. Đúng nhịp quá dễ bị hòa đồng. Phải não một chút, nhuyễn một chút, rồi thì đùng đục, ẩm ướt, như thúc ép vào tim người, gõ liên hồi kỳ trận. Rồi bỗng nhiên trùng xuống, thật nhẹ, để người nghe không nổi khùng. Vào cái lúc họ bị sao nhãng thần kinh ấy, họ sẽ móc túi, moi ra những đồng tiền lẻ. Tôi thuộc nằm lòng bài dạy của ba. Nhưng đôi lúc trùng xuống, hoặc đôi lúc cao hứng. Biết tôi cao hứng, ba đành bỏ quá. Tay đệm đàn của ba vuốt ngược cần đàn, cho ra thứ nhạc mơ mơ hồ hồ như của cõi âm. Lúc đó tôi thấy mạ mấp máy môi. Tiếng một đồng tiền gì lạ lắm, khẽ rơi vào túi. Khẽ khàng, nhưng làm chấn động cả cái vương quốc lầm bụi và nhộn nhạo, được đánh dấu bằng những con số có ma lực, làm đảo lộn cả thế giới. Cái túi da nhỏ của tôi chưa bao giờ được đón chào vị khách nào đặc biệt như thế. Sống phải nơi gió táp mưa sa, nó chỉ biết đến những tờ giấy cũ với những con số giản dị. Tôi chưa nhìn thấy đồng tiền đó vì còn phải hát. Nhưng tôi đã nhìn thấy người đàn ông đã cho ba con tôi tiền. Đó là một người chừng 40 tuổi, cao rong ròng, gương mặt ngăm đen, đôi mắt lặng lẽ không nhìn ai. Ông ta đang ngồi trong cái quán cóc chiêu từng ngụm trà nóng, nhìn đám người qua đường như nhìn đám hình nhân tội nghiệp. Nhìn lớp phấn hồng trên má tôi như nhìn một bông hoa rớt. Tôi hướng gương mặt về phía ông, nhiệt tình thể hiện lòng biết ơn. Không biết tôi có hoa mắt mà nhìn lầm không, nhưng tôi thấy mạ đang chỉ tay về phía người đàn ông, có ý bảo tôi hãy đến gần ông hơn. Nhìn mạ hao gầy, nhưng trong suốt và đẹp như sương như khói, lòng tôi đau thắt vì nhớ thương. Tôi bật ra những âm thanh mà tự tôi cũng không biết là mình có thể cất ra được từ những ca từ. Đã bao lâu rồi vắng lạnh lòng trai đi ngàn phương, mỗi khi xuân về xóa nhòa phồn hoa nơi phố phường. Người ơi, nếu còn vầng trăng soi dòng hương, núi ngự còn thông reo chiều buông, tôi vẫn còn thương
Người ơi! Người đàn ông nheo cặp chân mày nhìn tôi như nhìn một người thân lâu ngày gặp lại. Ông gọi ba tôi, anh ba! Ba tôi giật mình nhìn người đàn ông, chừng như ba đã nhận ra người quen, nhưng ba tôi là một người hát rong gàn dở, không muốn nhận quen với người sang. Ba không chịu buông cây đàn, người đàn ông lại gọi, anh ba không nhận ra tôi sao? Tôi là Minh Trống đây. Minh Trống hả? Con sống hả? Còn sống chứ sao? Con gái của Ngàn phải không? Ngàn mất rồi, để cho cô ấy yên. Tôi biết tin hồi vượt biển lần thứ ba. Tôi nằm liệt luôn trên tàu, quay lui để ném cho Ngàn nắm đất cũng không được nữa. Ba tôi khựng lại. Tiếng đàn tiếng hát của ba con tôi thoắt lặng phắt. Lần đầu tiên từ sau khi mạ mất, tôi nghe có người gọi mạ bằng cái tên thời con gái. Tôi nhìn quanh để tìm bóng mạ, nhưng mạ lật đâu mất tiêu. Phải chi? Người đàn ông nói ngang câu đó thì cũng im bặt. Hai người đàn ông nhìn nhau, tôi nhìn họ. Rồi thì người đàn ông xưng tên Minh Trống, nhìn tôi như sám hối. Bỗng nhiên ba tôi vái dài người đàn ông một vái, rồi kéo tay tôi. Tôi và anh, hai người, nay đã ở hai thế giới khác. Trước, anh đã không cho Ngàn yên, nay hãy để cho cha con tôi yên. Thực ra, tôi với anh mới ở cùng một thế giới, còn Ngàn... Cô ấy là cô ba vợ tôi. Lúc nãy anh có cho con bé tiền. Tôi cảm ơn anh. Đó là tiền tôi nghe hát. Cảm ơn chi? Bà tôi kêu mệt, bảo hôm nay về nghỉ sớm. Tôi lui cui đi theo ba, tay bóp bóp đồng tiền trong túi, nhưng không dám mở ra coi. Mi là 10.000, 50.000, hay mi là 100.000? Dù gì thì tôi cũng sắp được mua gấu bông đến nơi rồi. Tới nhà, ba nằm lăn lên sạp. Tôi lo lắng, sợ chán ba. Ba biểu để ba yên. Tôi sợ hãi, rụt tay lại. Mọi lần ba mệt, chưa khi nào không cần tôi đánh gió. Cũng chưa khi nào có nhiều tiền mà ba không bới cát lôi cái hòm gỗ ra. Mặc dù ba không để ý lắm đến số tiền kiếm được trong ngày, nhưng ba nâng niu từng đồng mà tôi đưa để cất vô hòm. Tôi quay vô góc, giở cái túi ra để kiểm tiền. Tôi không tin vào mắt mình vì trong túi không phải là một tờ chi chi như tôi đoán định. Trong túi có tới 5 tờ 100 đô cuộn tròn lại, rồi buộc gọn bằng một sợi chỉ hồng. Tôi định la lên với ba, nhưng chợt nhớ ra câu chuyện khó hiểu giữa hai người đàn ông. Có thể ông Minh Trống đó ném lầm tiền vô túi ba con tôi. Tôi tính sẽ đi tìm ông ta để trả lại. Tôi lận cuộn tiền vô túi quần. Đến đêm, tôi đào một hố cát bí mật giấu tiền xuống. Tôi khấn mạ giữ hộ tôi chỗ tiền người ta đưa lầm. Số tiền lớn quá, tôi không dám đem theo trong người. Thằng Đình 16 tuổi có lẽ, chán rô, miệng cá. Nó đi đánh giày mà mắt cứ ngước lên trời xanh. Vậy mà nó lại đắt hàng. Khách thấy một thằng bé không còn bé, dáng đĩnh đạc, mắt nhìn lên trời, thì tin tưởng hơn mấy đứa mắt cứ nhìn chằm chằm vô bất cứ đôi giày nào trên đường, trong quán.
nhưng nó không giành khách một mình. Có khi hai ba ông khách vẫy nó lại, lập tức ba bốn đứa xúm vào cùng đánh. Chính vì thế mà đôi khi thằng Đình bị đá đít oan. Những ông khách khó tính tưởng nó là cò mồi giành khách cho đàn em nên tức khí thu giày lại, đá cho nó vài cái cho nhớ đời rồi hầm hầm bỏ đi. Thằng Đình những lúc như thế cũng không cãi lại một câu. Những người thân quen bảo ăn là nó ăn, không khách khí. Nhưng nó không lấy tiền thừa nếu khách hách dịch ném tiền vô mặt nó. Ba tôi bảo thằng Đình đi đánh giày mà mãi không học được chữ nhẫn, dù đã biết nhịn. Tôi không biết nó nhẫn hay nhịn, nhưng tôi thấy nó có lý. Tôi không biết bằng cách nào mỗi khi tôi đứng hát trên hè phố là ở đó đã lấp ló gương mặt thằng Đình, hoặc đang ngồi đánh giày cạnh đó, hoặc đang đứng há hốc mồm nhìn cái cần đàn của cha tôi rung theo lời ca. Giấu tiền rồi, khấn mạ rồi, tôi vẫn lo. Tôi kiếm cớ đi lên phố mua đồ để kiếm thằng Đình. Chỉ có nó mới có thể giúp tôi tìm ra ông Minh Trống. Đêm ở Huế, không trăng không sao mà vẫn cứ lấp lánh sáng. Không phải vì ánh đèn trên phố hắt ngược lên trời, mà có lẽ do ánh lân tinh dưới dòng Hương Giang làm cho muôn ngàn ánh sao chạy trốn trong đêm phải hé sáng. Tôi chưa bao giờ đi tìm thằng Đình, chưa biết nó ngủ nghe dưới chân cầu Trường Tiền với chúng bạn ra sao. Tôi bước thấp bước cao, bên tai vẫn văng vẳng những lời nói qua nói lại giữa ba với người đàn ông, những lời nói được dệt bằng những ca từ: người ơi, nếu còn vầng trăng soi dòng Hương, núi ngự còn thông reo chiều buông, tôi vẫn còn thương. Bóng hình mạ hiện lên như một điều bí ẩn giữa hai người đàn ông. Tôi đi men dưới bến, nơi khi xưa vua thường ra ngự ngắm trăng in đáy nước. Ở những chỗ này bây giờ thành phố cho đặt những chiếc ghế đá. Hai bên bờ sông Hương trải dài từ đầu đường Hưng Đạo bên bờ Bắc và đường Lê Lợi bên bờ Nam, từ chân cầu Mới cho đến cầu Trường Tiền là vườn hoa. Chỗ nhìn thẳng mặt từ điện Thái Hòa sang có những cây phượng cổ thụ tán xòe rộng. Có một tán mái lợp ngói phượng màu lam chùm lên bốn cột trụ bằng đá được đặt vững chãi trên nền đá mắt lạnh. Có những bậc tam cấp khắc hình rồng bay phượng múa, nơi xưa kia vua và cung tần mỹ nữ ngồi nghỉ trước khi xuống bến. Tôi và ba hay gặp đám thằng Đình ngồi chơi ù ở đó, rồi chúng lôi các thứ kiếm được ra ăn bữa chiều. Ăn xong nhảy xuống sông tắm. Đến tối khuya khi bảo vệ đi dọi đèn thì chúng đã lần đi từ lúc nào, đang nằm im lặng dưới gầm cầu Trường Tiền. Tôi đi đến chỗ đó, tôi gọi khẽ: Đình ơi, Đình! Từ trong bóng tối, một bàn tay bịt chặt miệng tôi. Tôi vùng ra, không phải thằng Đình mà là thằng Vinh Keo. Thằng Vinh Keo làm nghề đi giao lưới, vài ba tấm lưới cá trên tay lặng nhẵng theo khách vạn trài. Mỗi ngày kể nó cũng kiếm đủ hai bữa ăn. Nó hơn tôi một tuổi, đầu nhọn như đầu chim, mặt lườn tí hí. Thằng Vinh Keo túm chặt tay tôi: cô kiếm thằng Đình làm chi? Nó không phải là thằng đàn ông. Tôi có công chuyện. Chuyện chi? Đến kỳ động được phải không? Đồ khốn! Vinh Keo vặn chặt tay tôi hơn, cái miệng hôi như con cóc ghẻ của nó kề sát miệng tôi. Tôi cong người cố thoát ra.
Mi là đứa con gái ngu, mi thử ngoan ngoãn xem có mất cái chi. Ngoan, mai tôi cho cô thêm tiền. Hôm nay động trời hay sao, tôi đang thèm. Vinh keo quạt chặt tôi bằng một tay giơ lên định giật khuy áo tôi. Tôi gào lên trong cổ họng. Tôi không gào to vì không muốn thiên hạ biết chuyện. Cô gào như một con mèo cái. Bốp! Một cái tát trời giáng vô mặt thằng Vinh keo. Nó đưa tay ôm mặt, chửi: thằng nào gây tao, thằng ấy chết. Tôi chưa kịp hoàn hồn, ngồi phệt xuống cỏ, nước mắt trào ra. Lúc đó tôi mới nhìn thấy ông Minh Trống đang chống nạnh nhìn Vinh keo. Thằng Vinh keo nhìn thấy người đàn ông đó thì im phắt, lặng lẽ biến đi. Tôi sợ hãi nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt. Nhưng mắc chi mà sợ, tôi đi tìm ông ta thì ông ta đang đứng trước mặt tôi đây. Tôi phủi quần đứng lên, ông quắc mắt nhìn tôi. Con gái con nứa, đi đâu đêm hôm để tụi mắc dịch nó chọc ghẹo. Tôi đi kiếm ông, nhưng tôi định nhờ thằng Đình kiếm, nên tôi không mang theo tiền. Mang cái người còn không nổi, mang tiền theo chi? Mang tiền trả ông. Ông đưa nhầm tiền cho tôi, không sợ tôi lấy sao? Tiền đó con giữ mà phòng thân. Thực ra ta còn muốn cho con rất nhiều, nhưng e... Tôi không hiểu. Tôi nhìn người đàn ông đang đứng cúi đầu, như quên mất vừa nói những gì với một đứa con gái nghèo. Ông đứng trong ánh lân tinh từ dưới sông hắt lên, mùi nước hoa gì thơm lắm, thoang thoảng. Người ông rát bóng đêm. Con giống mạ con quá. Ông có thể kêu tôi bằng em. Tôi biết ông có tiền, nên tụi thằng Vinh keo sợ. Tôi không cần tiền của ông. Không thích ông kêu tôi là con. Tôi năm nay 16 có lẽ. Tôi cảm ơn ông về vụ vừa rồi. Mai ông ở đâu để tôi đến trả. Con ơi, tính khí con không giống mạ, nhưng gương mặt hình dáng thì y hệt. Con cầm tiền cho ta yên lòng. Ta phải đi xa, khi nào có thể ta sẽ báo tin về cho con. Tôi không biết ông là ai. Tôi nói cho ông nghe, tôi biết ba tôi với ông không thích nhau. Tôi cầm tiền của ông, ba tôi giết. Ta biết con không có chỗ cất tiền, nên cũng chỉ đưa cho con có vậy. Ta đã tính cho con sau này. Con nhớ lời ta giữ mình, nhớ chăm sóc ba. Khi cần giúp đỡ, con nên nhờ thằng Đình. Nó người cùng làng với ta. Cho tôi lá thư của ông Minh Trống. Tôi đọc thư, không biết nên xóa hay nên nhớ. Ta vốn là tay trống giỏi của một đội ca múa cung đình Huế trong thành phố. Ngày ấy thành phố mới giải phóng được 7 năm. Ngày ấy ta 23 tuổi, mải chơi hơn 100 nghề, nhưng vẻ đẹp trai và tài trống của ta vẫn làm cho nhiều cô gái bỏ nhà chạy theo. Ta phung phí họ như phung phí những đồng tiền kiếm được sau những đêm diễn. Riêng Ngàn không để ý đến ta. Cô ấy ở đội múa cung đình. Ngàn có đôi mắt buồn và gương mặt thanh tú của con gái miệt vườn Kim Long. Trong đội ca cung đình ngày ấy có anh ba ở ngoài Bắc vào. Anh ba mồ côi không rõ quê hương bản quán, sau giải phóng dạt vào Huế. Vì có giọng hát hay nên được nhận vào đội. Ngàn và anh ba yêu nhau, ta lẽ ra không nên có mặt trong cuộc đời họ, và như thế sẽ không có cuộc hội ngộ với con vừa rồi.
vừa nói ta là một kẻ ham chơi, ngông cuồng. Ta ghen với anh ba không phải vì yêu Ngàn, mà vì tự ái. Chuyện ta gây ra với Ngàn, ta không muốn kể dài dòng. Đại để ta đã cưỡng ép Ngàn khi cô ấy và anh ba sắp làm đám cưới. Anh ba đã đâm ta một nhát dao, nhưng vết thương không sâu. Ta bị kết án 3 năm tù, còn anh ba thì bỏ đi. Nhưng đau cho ta là khi vào trại giam, ta bỗng thương nhớ cô ấy, thương thực sự. Ông trời bắt ta phải trả giá là yêu thương trong sám hối khốn khổ. Ngàn có đến thăm ta một lần, cô ấy ngồi nhìn ta, nước mắt chảy xuống mà không trách ta một lời. Thà cô ấy cứ thù hằn rủa xả, ta còn chịu đựng được. Trong tù, ta luôn nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng của Ngàn, nhìn ta vẻ đau đớn tột cùng khi ta xâm hại đến thân thể cô ấy. Ngay sau đó, ta được tin hai người đã làm đám cưới. Rồi ta được tin Ngàn xin giảm án cho ta. Hơn 7 tháng sau đám cưới, Ngàn sinh ra đứa con gái là con. Con ơi, ta không biết con là con gái của anh ba hay của ta, và lẽ ra ta nên im lặng suốt đời. Nhưng ở phương trời xa xôi, ta vẫn không thôi nhớ đến. Ta vẫn có một đứa con gái của người đàn bà mà ta không bao giờ với tới được. Dù mẹ con đã ở cõi âm, mẹ con vẫn là người đàn bà duy nhất trong lòng ta. Ta viết thư này để được sám hối với con. Có như vậy, lòng ta mới được thanh thản. Khi hát thương về miền Trung, không ai không nhớ về Huế. Huế quê tôi có núi Ngự sông Hương, có bến Văn Lâu, có những điệu múa cung đình và những bài Nam Mai Nam Bằng. Huế có những cây phượng hoa đỏ, những cây điệp bông vàng, có Trần Tình non nước, cả một đại nội rực rỡ sơn son thép vàng, có những chùa chiền lăng tầm, có rừng Đại Ngàn và những đồi thông reo trong gió. Huế của bé Hàn Giao, con của cô tôn nữ Huyền Ngọc Thủy Châu, nay nằm yên dưới đất. Của ông Minh Trống, suốt đời đánh mất người mình yêu. Của mạ lang thang 13 bến nước. Phải chi ba biết được, mạ suốt đời trần chỉ yêu có một người. Chắc bà không bắt hai cha con suốt đời làm kiếp hát rong. Tôi đào một hố cát, tuồn mình nằm dài xuống, lấy tay cào cát lấp kín người. Cát ấm, cát mát lịm. Quý vị vừa nghe xong chuyện của con gái người hát rong phần 2 của nhà văn Võ Thị Xuân Hà. Mời quý vị đón nghe phần cuối cùng. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.